Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hạn chế tham nhũng cửa quyền trong một bộ phận cán bộ công chức. Tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ nhân viên trong giải quyết thủ tục hành chính một cửa đã mang lại những chuyển biến tích cực. Đi vào hoạt động từ đầu năm 2010, bình quân mỗi ngày bộ phận một cửa của huyện Chương Mỹ, Hà Nội tiếp nhận và trả cho nhân dân trên 300 hồ sơ thủ tục. Để đảm bảo thực hiện khối lượng công việc nhiều như vậy, khi tuyển dụng và điều động nhân sự, lãnh đạo huyện đã đặc biệt chú trọng tới đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Thì đặc biệt chúng tôi triển khai cái này là tập trung, một là quan tâm đến cái cơ sở vật chất ngay từ cấp huyện đến chỉ đạo đến các xã. Thứ hai là chúng tôi quan tâm đến đội ngũ cán bộ, chọn đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ để đưa ra cơ chế một cửa. Thứ ba là chúng tôi xây dựng các cái quy chế làm việc, từng bước hoàn thiện để làm sao nó thực hiện cho nó bảo đảm khoa học và cái hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công chức trẻ được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn tại đây trong năm qua đã tiếp nhận và giải quyết hơn 13.000 hồ sơ thuộc 273 thủ tục, trong đó 180 thủ tục tiếp nhận tại một cửa, 93 thủ tục tiếp nhận tại các cơ quan chuyên môn. Với lợi thế là nhanh nhạy và linh hoạt, nhiệt tình trong công việc, đội ngũ cán bộ công chức viên chức trẻ đã và đang góp phần đưa những cải cách trong thủ tục hành chính đến gần với người dân hơn. Trước hết là mỗi cán bộ phải tự rèn luyện bản thân mình, chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy chế, nội quy làm việc. Để làm tốt được công việc ấy thì mỗi đồng chí đều đến sớm hơn thời gian quy định, đầu giờ sáng từ 15 cho đến 30 phút. Chúng tôi về sau khi mà công dân đã không còn công dân đến giao dịch. Trong cái ý thức của anh em là đều là cái bộ phận một cửa, là bộ mặt của huyện. Đấy, thế nên cho nên là tất cả mọi công dân đến đây tiếp xúc với cán bộ bộ phận một cửa là tức có nghĩa là tiếp xúc với huyện. Thế là anh em ở đây là trong cái tác phong làm việc ấy chuẩn xác, thái độ phục vụ nhân dân là anh em ở đây là đề cao và lúc nào nó cũng là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh yếu tố con người, việc đầu tư cơ sở vật chất cũng góp phần quan trọng để bộ phận một cửa của huyện Chương Mỹ hoạt động thuận lợi. Với suy nghĩ tạo điều kiện về môi trường làm việc cũng chính là tạo cơ hội để cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, nhanh chóng trưởng thành trong công việc, huyện Chương Mỹ đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để trang bị cơ sở vật chất đồng bộ và phù hợp với tính chất công việc tại đây. Quan trọng hơn cả chính là sự thay đổi tác phong làm việc hành chính, cán bộ bộ phận một cửa tại đây đã nhận được sự tin yêu, tín nhiệm của nhân dân. Tuần nào mình cũng qua cơ chế một cửa, có nhiều những việc nó liên quan đến nhiều lĩnh vực, kể cả bên chính sách, thương binh xã hội, bên đất đai, môi trường. Thì cơ bản cơ chế một cửa của huyện Chương Mỹ làm cơ bản là nhanh gọn, có hiệu quả, tức là không gây phiền hà cho công dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một trong những mục tiêu của yêu cầu cải cách hành chính hiện nay. Đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ đóng góp công sức trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Chương Mỹ với việc thực hiện sớm triệt để mục tiêu này đã đưa bộ phận một cửa phát triển đúng định hướng, tạo được lòng tin trong nhân dân. Sau 14 ngày làm việc tại Durban, Nam Phi, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17, gọi tắt là COP 17, đã chính thức kết thúc. Cho dù phải kéo dài hơn so với dự kiến do những bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia tham dự, song cuối cùng thì hội nghị cũng đã đi đến những thỏa thuận, mở ra cánh cửa để các quốc gia trên thế giới cùng chung tay bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm hơn trước sự biến đổi khí hậu của toàn cầu. Thỏa thuận đáng kể đầu tiên đạt được sau gần 2 tuần đàm phán căng thẳng là các quốc gia tham dự COP 17 đã thông qua lộ trình cho một hiệp ước mới, theo đó sẽ ràng buộc pháp lý đối với tất cả các quốc gia thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính. Dự kiến, hiệp ước này sẽ được thông qua vào năm 2015 để chính thức áp dụng từ năm 2020. Rõ ràng là cần phải gây áp lực đối với một số quốc gia, có vậy chúng ta mới có thể thấy được những hành động tích cực hơn từ phía họ. Song tôi cho rằng chúng ta đã đạt được thỏa thuận này trong một không khí hết sức xây dựng. Chúng ta đã thấy được những tuyên bố tích cực của Brazil đối với việc ủng hộ một thỏa thuận mang tính pháp lý, và kể cả Mỹ, dù vẫn chưa có hành động tương tự, nhưng cũng đã có những tín hiệu đúng hướng hơn. Chúng ta đã thấy được một sự bắt đầu mới. Thỏa thuận mới cũng nhận được sự ủng hộ từ phía Brazil, một trong những nước thuộc nhóm các quốc gia mới nổi, vốn được cho là đang xả nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính ra môi trường.
Tuy nhiên, một số quốc gia tham dự và các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì môi trường vẫn cho rằng kết quả chung của hội nghị tại Durban cũng như thỏa thuận mới đạt được chỉ là tối thiểu, chưa đủ mạnh để có được một sự thay đổi nhanh chóng trong hành động của các quốc gia nhằm làm giảm tốc độ của biến đổi khí hậu hiện nay. Thỏa thuận này vẫn còn chung chung. Chúng tôi không hoàn toàn hài lòng với kết quả đạt được. Chúng tôi cho rằng nó thiếu đi sự cân bằng. Tuy nhiên, đây vẫn là một bước tiến. Một kết quả đáng chú ý khác đạt được trong phút chót tại kỳ hội nghị kéo dài nhất trong lịch sử của các kỳ hội nghị về chống biến đổi khí hậu trong 20 năm qua là việc thông qua các cam kết kéo dài hiệu lực của nghị định thư Kyoto. Sau quá trình đàm phán căng thẳng, cuối cùng đại diện đàm phán của các quốc gia và khu vực cũng đi đến quyết định trong năm 2012, các quốc gia sẽ ấn định khung thời gian cho giai đoạn tiếp theo của nghị định thư Kyoto. Vì cũng vào năm 2012, giai đoạn thứ nhất của nghị định thư này sẽ hết hiệu lực. Nghị định thư Kyoto là một thỏa thuận quốc tế dựa trên hiệp định khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Nghị định thư này được đưa ra năm 1997 tại hội nghị ở Kyoto, Nhật Bản. Nghị định này bắt buộc 37 quốc gia công nghiệp hóa và các nước phát triển ở châu Âu trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2012 phải cắt giảm trung bình 5% lượng khí thải nhà kính so với năm 1990. Mỹ, một trong những quốc gia xả lượng khí thải lớn nhất nhì thế giới, đã từ chối ký vào nghị định thư này. Chỉ 2 ngày sau khi Liên minh châu Âu thông qua hiệp ước tài chính mới nhằm thắt chặt các quy định về ngân sách, Trung Quốc cho biết nước này tiếp tục là một phần trong các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay. Phát biểu với báo giới, bà Phó Oánh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không khoanh tay đứng nhìn khi lục địa già đang vật lộn với khủng hoảng. Trung Quốc sẽ tiếp tục là một phần trong nỗ lực quốc tế để hỗ trợ châu Âu bởi chúng ta đều liên quan và có mối quan hệ tương hỗ. Chúng ta đều chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này và cùng trên một con thuyền. Là quốc gia có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, Trung Quốc nằm trong số ít những nước có đủ tiền mặt để mua một lượng đáng kể trái phiếu chính phủ của châu Âu nhằm giúp châu lục này thoát khỏi khủng hoảng. Trong một phản ứng tích cực, thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Chứng khoán phố Wall đã lấy lại đà tăng điểm với phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua chìm trong sắc xanh, đem lại một tuần giao dịch thành công. Những phản ứng tích cực trên diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu, ngoại trừ Anh, đã đồng ý tham gia Hiệp ước Tài chính mới tại Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 12 vừa qua. Hiệp ước Tài chính mới yêu cầu tăng cường giám sát và kiểm soát các chính sách về nợ và thâm hụt của 17 quốc gia trong Eurozone, nhưng sau đó sẽ áp dụng mở rộng cho toàn bộ EU gồm 27 nước vì mục đích duy trì sự thống nhất. Tuy nhiên, Hiệp ước Tài chính mới này không phải là một cuộc đại phẫu để có thể triệt tận gốc rễ của khủng hoảng nợ công. Vì vậy, Eurozone vẫn tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng bùng phát và ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều hoạt động của nền kinh tế. Một trong những lo ngại này đến từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế khi tổ chức nhận định rằng ngành hàng không toàn cầu có nguy cơ thất thu hơn 8 tỷ đô la Mỹ trong năm tới nếu châu Âu không giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, báo cáo mới nhất do Ủy ban Liên Hợp Quốc về Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương công bố mới đây cho biết tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ chậm lại đáng kể trong năm 2012 do chịu ảnh hưởng từ 3 nhân tố bất lợi, đó là khủng hoảng kinh tế toàn cầu chưa chấm dứt, khủng hoảng nợ công châu Âu và thảm họa thiên nhiên. Đứng đầu trong số các nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế khu vực hiện nay là khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu. Hiện các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là các nền kinh tế tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, được dự đoán sẽ giảm mức tăng trưởng trung bình từ 7,2% năm 2011 xuống 6,6% năm 2012. Trong đó, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm từ 9,3% năm 2011 xuống 8,5% trong năm 2012. Kinh tế Ấn Độ và Indonesia có tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2011, song có thể chỉ đạt 7,8% và 6,5% trong năm 2012. Kinh tế Hàn Quốc cũng giảm tăng trưởng từ 3,9% trong năm 2011 xuống 3,5% trong năm 2012. Singapore cũng vậy. Nhân tố thứ hai ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương là các hiểm họa từ khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro và sự trì trệ của nền kinh tế Mỹ. Hiện nay, các nền kinh tế mới nổi ở châu Á-Thái Bình Dương vẫn bị đe dọa bởi nguy cơ rối loạn tài chính và sự rút lui bất ngờ của các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo các chuyên gia kinh tế, buôn bán nội khu vực và liên khu vực tuy tăng, nhưng vẫn không đủ để bù lại những thiệt hại do hạn chế buôn bán với các thị trường châu Âu và Mỹ. Nhân tố thứ ba không thể không nhắc đến trong những năm gần đây, đó là các thảm họa thiên nhiên gây ra nhiều thiệt hại, làm giảm triển vọng tăng trưởng khu vực, nhất là tại Đông Nam Á. Trong năm 2011, những trận lũ lụt chưa từng thấy ở khu vực này đã gây thiệt hại tới 6,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 0,9% GDP của các nước Lào, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Campuchia cộng lại.
Tuy nhiên, báo cáo của UNESCO khẳng định châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của ba nhân tố bất lợi trên. Báo cáo cho rằng các nền tảng kinh tế vĩ mô trong khu vực hiện vẫn vững mạnh, lạm phát ở các nền kinh tế tăng trưởng dựa vào xuất khẩu vẫn ở mức vừa phải, trong khi hầu hết các nước châu Á-Thái Bình Dương vẫn duy trì không gian tài chính có thể tăng chi tiêu của chính phủ. Ngoài ra, lãi suất trong khu vực mặc dù đang ở mức tương đối cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát hoặc có thể giảm nếu cần thiết, vì vậy có thể thúc đẩy và thu hút nhiều nguồn tín dụng đến toàn khu vực. Phần tin thể thao đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.